tay và yêu thương ấy sẽ không tồn tại. Ai không sẽ phải hướng đến tương lai để viết cho mình một người thế vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan, thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương buồn vỡ thêm một lần nữa. Giờ anh sẽ khóc nếu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đời giống như anh với em hiện tại. Chúc em ngày mai